quý vị tác phẩm Toccata for Keyboard in G Major của nhà soạn nhạc Johann Sebastian Bach là một trong các tác phẩm thời kỳ sáng tác đầu tiên của nhạc sĩ Bach. Toccata luôn nổi bật vì xu thế nhịp nhạc cũng như những mô típ giai điệu mở đầu đầy lôi cuốn và hấp dẫn của nó. Như những đoạn Toccata ban đầu này thiếu đi sự biểu đạt sâu sắc và sự tinh thông kỹ thuật so với các bản về sau, song nó vẫn cho ta thấy sự phát triển vững vàng của một trong những thiên tài âm nhạc vĩ đại nhất. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức Toccata cho đàn phím cung rơi trưởng với phần trình bày của nghệ sĩ piano Nguyễn Mỹ Linh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.